Có việc gì đây? U lại xuống đây có việc gì đây? Cái việc thế đâu? Cái việc gì? Việc đấy là việc nào? Hả? Việc đấy là việc gì? Đưa đây. Là việc gì mới được chứ? Đưa đây nhỉ? Đưa đây á? À? Đưa tiền á? À? Kia đang cất cái cả với cái, đứng với cái. Mày cho nó biết à? Thôi, cho nó biết à? Đấy, đây. Được chưa? Đấy. Không mất được đâu, yên tâm đi. Nhưng mà làm sao chứ lại để cho nó biết rồi vậy? Không ai biết được. Có ai biết đâu. Biết để cho vợ mình nó biết. À, vợ nó biết nó không lấy đâu, vợ nó coi họ. Vợ lấy con đuổi ra khỏi nhà. Không bao giờ dám lấy cô. Tí nó còn bỏ trong cái két kia kìa. Bỏ vào cái két á? Vâng, con bỏ vào, con khóa lại cho U. Bỏ vào đi là của thứ tư tí đã. Không có ai bỏ vào đi. Không, con bỏ con khóa vào rồi có không việc gì hết. Ừ thì mày cứ bỏ đi. Cứ bỏ vào đi nhỉ. Bỏ đi. Thơm cái cho mày bỏ. Nên mày bỏ đi. Xong mày đi cất đi thì phải thơm cái cho mày cất đi, công người ta đi cất đi. Cất đi. Không, cứ thơm xong đi rồi con sẽ bỏ. Đấy. Được rồi, sẽ cất. Đây được rồi, tay U cầm đến đây. Cho U cất đàng hoàng. Mở két cho U cất đàng hoàng, được chưa? Cứ phải lo. Đấy. Rồi ơi, giờ để đi lo cất tiền thế này. Được rồi, U ngồi đấy. Đây được rồi, đấy U mang sang U bỏ đây. Đấy, tay U bỏ vào. Tay U bỏ vào đây. Tay U bỏ vào. Tay U bỏ vào. Đi bỏ vào. U mang đến U bỏ vào. Được rồi. Đây nhá. Được chưa? Quá rồi nhá. Đấy. Cái này không bao giờ lấy ra được. Chắc ăn chưa? Chắc ăn chưa? Được rồi đây rồi, chắc ăn rồi, cất đi rồi nhá. Nào. Đừng nói chắc. Không ai biết kín. Chỉ nói cho U biết thôi. Mỗi mình tao biết thì. Đúng rồi. Ta để ở cái tông cái quần áo đây. Đúng rồi. Suốt đi trước vào giờ từ cái lúc nó đưa mà cho đến nay thì vẫn nguyên điện. Nguyên điện luôn. Vẫn nguyên điện vậy. Ừ. Mà có cái bộ quần áo đây mà thì chỉ có hiểu gì. Ừ, được rồi. Bây giờ bỏ két rồi yên tâm rồi nhá. Cô sao lên những ngứa nào đây? Thế ngứa thế. Cái... À, đây để lấy cái thuốc ngứa bôi cho nhá. Đây thì từ rồi để lên lấy cái thuốc ngứa bôi cho. Thế được rồi. Thế thì bye bye đi, con lấy thuốc ngứa con bôi cho, nào. Mà bye bye đi. Thao cho mai vào nó nhá. Rồi. Nó đâu. Được rồi.